câu cá anh em nha. Con thứ hai các bạn ơi. Đồ ăn cho nó mà. Ôi, đây đây. Trời ơi, đỏ. Đỏ anh em ơi. Sướng. Chào các bạn. Hôm nay ra hồ Bảy Mẫu test bài mùa mới nha các bạn. Thì giới thiệu bạn, đây là hồ Bảy Mẫu ở Quán Thành, Cẩm Mỹ, Đồng Nai nha các bạn. Đó, hôm nay mình đi với lại anh bạn của mình để test cái bài mùa mới. Thì mình cũng đã từng test từng trước ở hồ Suối Đôi rồi. Cũng lên được vài con chép và mới cái nha trôi với Goofy. Thì hôm nay mình ra đây mình đánh thử ở cái hồ này như thế nào các bạn. Đây là cái hồ bán tự nhiên nha các bạn. Giá vé là 100k một ngày như một người một cần nha các bạn. Hồ này chỉ cho phép câu tay thôi. Đó, câu tay câu đài thôi chứ không có cho câu máy nha. Đó. Đây. Mồi thì mình đánh có một loại mồi thôi các bạn ạ. Mồi đây nha các bạn. Đây. Đây là mồi câu cá tổng hợp của mình đam mê cá này, trôi chép chấm phi mè. Đó, giá thì mình có đã để sẵn cái đây rồi. Đó cho mọi người xem nè. Chỉ cần trộn với nước là đã câu thôi. Mồi xả thì cứ lấy cái mồi này mình xả xong rồi mình câu luôn nha các bạn nha. Đó. À, thì hôm nay mình vẫn dùng cái cây tầm xanh thế hệ 5 bản đặc biệt 5m4 chục 5 chấm thẻo dù siêu bền 1 chấm. Đó. Nha các bạn. Anh này dính cá là bò bằng chết, không có dùng dây bảo hiểm nha. Dây này để phòng ngừa mà con cá khi mà mình không ý kéo cần đi á, có cái để mà giữ cần mình lại, khỏi cần mất cần mình đó các bạn ạ. À. Chứ ở đây nó kéo xuống là tìm không ra cái cần đâu các bạn ơi. Rồi, ok nha các bạn. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ bắt đầu câu nha. Có cá hai anh em mình sẽ view lại cho mọi người xem. Thì anh em mình tôi đến đây hồi lúc 1 giờ tối ngày hôm qua nha các bạn. Đó, lúc này đang câu được cũng mớ Google cá cô phi với lại cá mè rồi. Có gì để chiều kết thúc cái video anh em mình view lại cho mọi người xem nha các bạn nha. Tại vì hai anh em câu một có một loại mồi à. Ok nha. Báo cá nha anh em. Không những hồ chú là khách kìa. Phi nha các bạn. Ôi. Ôi.
phi rồi. Cá nè nha. Con thứ hai các bạn ơi. Đỏ anh em ơi. Sướng. Thôi ổn, tôi quét thằng cua liền lên bờ liền. bông chơi nha anh em. Con cái gì đó nó sẽ chài à? À đâu? Đúng rồi. Hả? Mồi mình là mồi câu. Một ký luôn. Anh em ơi, anh em thấy lâu kiến không? Lâu kiến hồ này phải tầm ni nha, phải tầm ni nha, dài mà hai gang tay nữa không? Đó, lâu kiến ăn cái này mới ngon nha anh em. Báo cá nha anh em. Chứ mày giật à. Làm cái hồ luôn. Bọc hàng dưới thấy nó. Đúng hay à. Báo cá nha anh em. Rô phi nha anh em. Bành kỳ. Rớt rớt quay. Bậy nha, bậy nha. Hai cà phê nha anh em. Ok. Quay mày. Báo cá nha anh em. Phi nái. Dính miệng đàng hoàng nha anh em. Phi nái nha anh em. Ok chưa? Đã. Ok.
nha. Báo cá nha anh em. Phi nái. Dính miệng đàng hoàng nha anh em. Phi nái nha anh em. Ok chưa? Đã. Ok. Anh em phi đẹp quá trời luôn, phi hồ đẹp quá trời. Đây gai đúng rồi, gai ngủ từ phen từ phen. Thấy không, phi hồ đẹp không, bằng tay to bằng tay không, phi đẹp quá trời luôn. Đều 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 đều
dựng luôn nha anh em. Ồ, đi cái mộ mày. Móc 10 hướng 12 giờ đàng hoàng. Thấy không? Khỏe đó. Anh em thấy con lâu kiến không? Cái này mới gọi là lâu kiến nè, ăn là chắc luôn. Cái này đem về là hấp xạ nha anh em. Hấp xạ. Này hấp xạ nè. Lại lên con tiếp tục nha anh em. Nào này, miếng nào. Tay đều bằng tay không à. Hôm nào là cứ qua đây câu nha, chặt á thôi mấy bạn ơi. Ôi, lâu quá không đi nữa, xem thi quên được. Nào nào, con phi tầm ni. Mà tưởng đâu cái đường như kia, ta khỏi cái tà này. Được. Đó này anh em ơi. Thấy không? Vần không. Lên hoài luôn nha anh em. Hồ bảy mẫu nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng đi. Rồi ok nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ cũng gần 4 giờ rưỡi rồi. Mình đang thu xếp đồ câu để đi về nha các bạn. Thì đây mình sẽ báo cá, số cá từ hồi sáng ngày hôm nay mình test mồi cho mọi người xem nha. Tại vì chiều lúc chiều có mưa á, nên mình không có quay được ở cạnh nó khúc chiều. Mình chỉ quay được cạnh nó khúc sáng thôi. Đây là tổng số cá của hai anh em của mình nha các bạn. Đó, team của mình hiện tại bây giờ chỉ có hai người thôi, mình và ông bạn của mình. Đây, đây là anh Sinh. Sinh hay là anh Sáng cũng được, tên thiệt là Sáng, mình hay gọi là Sinh rồi. Lên, trời ơi. Rác ở chỗ này. Đây là hồ Bảy Mẫu ở Quảng Thành, Cẩm Mỹ, Đồng Nai nha các bạn. Đây, đây là báo cá của anh bạn mình trước nha. Đây, báo cá. Ôi. Tầm hơn chục ký các bạn, cùng mấy 20 ký các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Phi nái không à, phi từ 4-5 lạng trở lên. Ai. Có được con chê 1 ký mấy nè, ký rưỡi luôn. Hai con. Hai con chê luôn hả? Ăn chê chứ. Ừ, còn lâu con lâu ký khỏi nói các bạn. Cứ 1 ký một con. Ai mà anh review con cá. Cái chè ra cho từ thả đúng không? Thả chứ con ừ. Tại hồ. Ờ, cái hồ này là không cho bắt cá mè nha các bạn. Cá mè là để chủ hồ, không có lấy cá mè. Mình câu cá diễn được hết là trừ cá mè với lại cá thá lát ra, hai con đó ra. Là mình chỉ bắt được cá phi, cá trôi, chép, chấm gì được hết. Đó, trừ cá mè ra thôi. À, sau đây là à. Cái con cá lăn đuôi đen này. Đây. Và đây bạn mình review con cá chê khủng cho mọi người xem. Cầm trên đầu nó anh. Rồi, bạn ơi, bạn ra đây đi coi. Đây con cá chê. Ừ, quá là khủng luôn nha các bạn. Con này ký mấy các bạn? Ký rưỡi á. Đây. Đây. Ba luôn anh em ơi. Đó, đó các bạn. Con cá chê. Tuyệt vời con cá chê. Ui. Bảy. 50 các bạn ạ. 50 á. Con này chê này trên ký nha các bạn. Đó. Hai con cá chê luôn. Hai con cá chê. Đấy. Trong đây còn thêm một con nữa này các bạn nè. Đó, con nằm dưới đây. Ừ, con kia nó nhỏ hơn. Đó, phi thì cứ cỡ nha các bạn, 4-5 lạng đều 60 lạng cũng có nha các bạn. Ký của ngoài cũng có luôn. Đó. Đây là phần dò cá của mình. Tại vì bạn mình đánh 36 nên cá nó dễ vô ăn nhiều hơn. Còn mình đánh 5.4. Cái hồi chiều mình có đóng được vài phát mà gãy luôn cái lưỡi luôn. Không biết cá nó to hay nhỏ, không biết mà đóng phát kéo được vài cái là gãy lưỡi luôn. Cá khá to các bạn. Làm. Thì hồi sáng mình bên bờ đang sảy hai phi. Sảy hết mới rồi. Nói chung là phi đây nó đều bè. Đó, mình chỉ được 3 con phi và một con trôi thôi. Đó. Đúng ra là được 5 con phi với lại một con trôi, nhưng mà mình được một con 3 con phi với một con trôi thôi. Đó. Đây. Mồi đây. Mồi đây nha các bạn. Trộn với nước là lấy mồi này xả vào câu này luôn. Đó, ok nha. Trôi chép. Cứ phi. Đó. Rồi, ok nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này của mình thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.